mời các bạn đón thử xem hôm nay mình làm món gì nha. Ở đây là mình có củ sắn nè, mình đã cắt nhỏ ha, cắt xoài nhỏ. Đây là cà rốt cắt nhỏ ha. Đây có tỏi bầm nè. Đây là mình có cái lạp xưởng ha. Lạp xưởng nè, mình để vô air fry nè. Mình chiên lên nha. Mình nướng lên. Đảo lên để mình xào cái củ sắn với cái cà rốt ha. Đây mình bắt chảo nóng lên nè. Chút xíu mình sẽ để tỏi vô mình xào nha. Sau khi chảo nóng á, mình để tỏi vô mình xào ha. Khá thơm. Còn một nửa thôi, còn một nửa đến chút mình xíu mình làm được tương á, để chấm. Rốt đó nó hơi mềm rồi đó, mình sẽ bỏ củ sắn nữa các bạn. Củ sắn mình cắt sợi nè, mình bỏ vô mình xào ha. Xào đến khi mà nó chín thôi, nhưng mà đừng có quá mềm là ăn ngon. Đó, cũng rất là đơn giản, cái món ăn này làm cũng nhanh lắm các bạn. Đó, để vô xong mình xào. Bò bía này là ở Sài Gòn á thôi. Hồi lúc trước mình đi học đại học ở trên Sài Gòn á, cái mình hay thấy người ta bán cái món này nè. Các bạn trộn lên ha. Mình chiên nè. Xong cái lạp xưởng này kìa, này mình mua xong mà lúc mà chiên lên cái đó nó bung cái vỏ ra hết các bạn. Đó, mình chiên bằng cái lò không dầu này nè. Sau một chút xíu mình sẽ cắt ra, cắt những mỏng 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 á. Xong rồi mình cuốn vào bía ha. Sau kỳ này mua cái lạp xưởng này cái màu nó không có được đẹp. Mà ở trong mình cắt miếng xong mình cuốn với bò bía, cuốn với cái củ sắn các bạn. Đó. Mình nhớ hồi xưa là khoảng hồi trước có khoảng là mười mấy năm á, về trước là ở Sài Gòn có bán bò bía nè. Mà một cuốn hình như có vài ngàn đồng, hình như 5.000 hay gì à. Đó, mình không nhớ rõ là bao nhiêu tiền, nhưng mà mười mấy năm trước rồi. Bây giờ thì không biết giá như thế nào các bạn. Nó hơi chưa có vàng lắm, để mình trở ngược là mình chiên thêm một chút xíu nữa cho nó vàng ở phía ngoài ha. Khoảng 5 phút nữa đi. Nêm, một nêm nấm. Một nêm nấm, ở nhà thì mình hay sử dụng bột nêm nấm, xong để nêm chút xíu muối vô ha. Bột nêm nấm chút xíu muối với khoảng chút xíu đường thôi, hoặc là không cần đường cũng được. Cái củ sắn nha các bạn, mình để chút khoảng một muỗng cà phê muối trước, đừng có quá nặng. Để một muỗng cà phê đường, xong rồi mình thử thôi. Mình cũng nêm không có đông đến gì nhiều á, mình để sơ sơ xong mình thử, mà thấy nó lạ thì mình thêm chút tí muối ha, cũng dễ. Bây giờ cái sắn mình nó cũng mềm rồi các bạn, đủ quá mềm nha. Đó, mình tài trộn sang. Giờ mình thử coi nó vừa ăn chưa nha. Đây mình sử dụng dầu ô liu nha các bạn. Mình chuẩn bị mình làm tương chấm nè. Tương mình sẽ xài cái tương ăn phở này nè. Đó. Mình để chút nước cho các bạn. Trộn với đường ha. Rồi cái dĩa lạp xưởng mình đã cắt nhỏ nè các bạn, chút xíu mình sẽ cuốn nha. Đó, ta vườn mình hái rau quế nha. Rồi, trên đây cái bụi này thì nó hơi nó ra cái hoa nè. Đó, bây giờ mình qua bên đây thấy cái gì này nè, bụi này nó tươi tốt nè các bạn. Đó, mình hái rau quế vô mình cuốn bò bía, nhìn ngon không?
Đó, món bò bía là hồi xưa mình đi học ở Sài Gòn á, người ta bán. Đó, hôm nay mình làm bò bía cho ông xã mình ăn. Bò bía là hình như là của người Hoa. Bò bía chắc nhiêu đủ nữa các bạn, không hái nhiều quá để ăn hết. Rửa rau nhà trồng thì ăn rất là an toàn các bạn. Rau quế nhìn rất là tươi ngon ha. Giờ mình rửa. Tụi mình lấy bánh tráng, một bánh tráng. Cuốn bò bía nhìn ngon các bạn. Bò bía chấm tương rồi các bạn. Thử nha bạn. Video để cái này nhìn giống giống như là đồ mẻ vậy ta, này giống như phải đào có mẻ vậy nè. Đấy nha. Nguy hiểm lắm, cái độc. Không ngon. Này bà biết mà có cuốn sáng mà có rau sau vườn nhà vợ mình trồng nè, rau thơm nè,
có cà rốt này, có là sausage nè, ngon á.